Tin mừng theo Thánh Luca. Hôm ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." Quả thật, có tới chừng 5.000 đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một." Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Bữa tiệc trao ban. Ở nhà thờ Westminster Abbey, người ta khắc trên bia mộ của nhạc sĩ Christopher Chapman như sau: "Những gì tôi trao tặng là những gì tôi có. Những gì tôi tiêu xài là những gì tôi đã có. Còn những gì tôi giữ lại là những gì tôi đánh mất." Hôm nay, giáo hội nhắc nhớ mọi Kitô hữu về sự trao ban của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã trao ban cho nhân loại chính mình và máu của người để cho nhân loại được sống. Trong bài tin mừng, đám đông đã mệt mỏi sau nhiều ngày theo Đức Giêsu, thì người đã nuôi dân chúng bằng việc hóa bánh ra nhiều. Đây là phép lạ báo trước cho bí tích thánh thể mà Đức Giêsu sẽ thiết lập trước khi chịu khổ hình, đồng thời cũng tiên báo về bữa tiệc trên thiên quốc. Nơi đó con người được tham dự cách trọn vẹn vào sự sống của Thiên Chúa. Lễ mình máu thánh Chúa Kitô là một mầu nhiệm mà con người không thể hiểu hết, vì đây là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Đức Giêsu trở thành lương thực để con người được sống. Chính Thánh Irene đã khẳng định điều này qua câu nói: "Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống." Sứ vụ của giáo hội là tiếp nối sứ vụ mục tử của Đức Giêsu, nuôi dưỡng và săn sóc đoàn chiên mà Chúa Cha trao phó. Sứ vụ này chính Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ qua lệnh truyền trong bài tin mừng hôm nay: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao ban cho chúng con chính sự sống của Ngài để chúng con được sống đời đời. Xin giúp chúng con biết trao ban sự sống, để những gì chúng con trao tặng sẽ là sự sống cho chúng con trên đức hằng sống của Ngài.